đang quay đấy. Đang quay sẵn rồi đấy, cứ thế mà. Quay sẵn rồi hả? Vâng. Anh đẹp trai không? Cứ anh bảo cứ cầm đến hết trận, không cần gì. I don't know. Mai ơi, quay luôn nha em. Nó đang quay rồi, nó quay đội mình. Này, ghế này là ngồi chứ ạ? Có đem được ngồi không? Đậu mình qua đây đi, đậu mình qua đây đi. Đậu mình qua đây đi. Ôi vãi lều. I guess we're over there, yeah. Come on, come bring that shit over there. Yeah, I just sit here. Quay này làm gì? Ai biết đâu được, Phương mở quay. Ai mở quay? Mấy Phương à? Không nói. Thằng nào đó ấy, lúc đánh chết bây giờ. Láo quá, không được nói như vậy. Thế chị chai nước, người ta tới đây với cả Bim Bim ra đây. Mấy người nào đấy? Mấy đứa con gái á. Còn ai ở đây nữa? Còn ai ở đây nữa? Biết đâu thêm một hội nữa lại như hội này là chân dự bị. Không, đội Việt Nam chia đôi mà. Đội Việt Nam chia đôi mà. Việt Nam chia đôi. Hai đội. Hai đội đấu với nhau. Không, không phải đấu với nhau. Chắc là nếu mà đi vào bóng trong thì sẽ phải đấu với nhau. Chị thấy bảo thế còn không biết là đúng hay không.
Thank you.